Chào mừng bạn đến với kênh Live HD. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy nhấn nút subscribe đăng ký kênh phía dưới video này để luôn nhận được những thông tin mới nhất về video trên kênh. Ở video này, Live HD sẽ chia sẻ về cách tăng view nước ngoài bằng cách chúng ta dịch tiêu đề và dịch mô tả của video để đưa video tiếp cận nhanh hơn, dễ hơn, gần hơn đối với đối tượng là người nước ngoài. Thì đây là video thứ hai trong series 3 video tăng view nước ngoài. Để xem được phần video trước, anh chị hãy vào tìm chi tiết trong phần mô tả có các phần, phần 1, phần 2 và phần 3. Quá trình dịch tiêu đề video và dịch mô tả của video sang tiếng nước ngoài được thực hiện cả trên điện thoại và trên máy tính. Đối với trên máy tính thì chúng ta thực hiện như sau. Đầu tiên, anh chị hãy truy cập vào trình duyệt. Ở đây, Live HD sử dụng trình duyệt Chrome. Sau đó chúng ta đăng nhập vào kênh YouTube của chúng ta. Đến phần này, chúng ta nhấn vào ảnh kênh của chúng ta. Sau đó chọn YouTube Studio. Đến đây, chúng ta vào video. Giả sử, chúng ta muốn dịch tiêu đề và mô tả của video này sang tiếng nước ngoài, thì chúng ta hãy nhấn vào phần keyboard này. Đến đây, chúng ta chọn tùy chọn khác. Đến phần phụ đề và ngôn ngữ gốc của video này, chúng ta phải lưu ý để phần này là ngôn ngữ gốc. Nếu ngôn ngữ gốc của chúng ta là tiếng Việt thì chúng ta chọn tiếng Việt, còn nếu ngôn ngữ gốc là tiếng Anh thì chọn là tiếng Anh. Sau đó chúng ta vào phần phụ đề này, chúng ta nhấn vào đây. Chúng ta nhấn vào phần thêm ngôn ngữ. Ở đây ví dụ chúng ta muốn thêm ngôn ngữ của chúng ta sang tiếng của nước nào thì chúng ta chọn ngôn ngữ ở đây. Ở đây Live HD ví dụ Live sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn thêm. Đến bước này chúng ta lưu ý các ô bên cạnh sẽ tương ứng với các ô bên cạnh. Ô bên cạnh phía phải sẽ tương ứng với ô bên cạnh ở phía trái. Ví dụ ở đây ô tiêu đề này thì tương ứng với ô tiêu đề ở bên phần tối này, và ô mô tả sẽ tương ứng với ô mô tả ở bên phần có màu tối này. Thì chúng ta muốn dịch được phần tiêu đề này sang tiếng Anh, nếu chúng ta biết và có thể viết được tiếng Anh luôn thì chúng ta có thể nhấn chuột vào và viết luôn. Còn nếu không, chúng ta hãy chọn bôi đen ở bên này, nhấn chuột phải, chọn sao chép. Sau đó mở một tab mới. Chúng ta vào Google, gõ lên thanh tìm kiếm là dịch. Chúng ta sẽ có phần Google dịch ngay ở đây. Chúng ta kích chuột phải vào đây và chọn dán. Ở bên này chúng ta phải chọn là tiếng Việt. Và bên này chúng ta chọn tiếng Anh. Như vậy, sau khi chúng ta dán vào và xem kết quả hiển thị tiếng Anh ở bên này, chúng ta có thể soát qua một lượt xem có sai hay không sai. Nếu thấy ok, chúng ta chọn copy bằng cách nhấn vào ô vuông kép này. Sau đó sang tab YouTube mà chúng ta đang dịch đó. Chúng ta để chuột vào đây và chọn chuột phải, chọn dán. Chúng ta có thể chỉnh sửa lại một số ký tự cho phù hợp. Đó là xong, chúng ta dịch xong phần tiêu đề từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Đến phần mô tả này, chúng ta chú ý chúng ta sẽ copy từng đoạn ngắn một, không nên copy tất cả. Chúng ta copy đoạn này. Nhấn chuột phải, chọn sao chép. Sau đó sang đây, chúng ta nhấn vào phần dấu X này để xóa cái cũ đi. Sau đó kích chuột phải vào và chọn dán. Bên này sẽ hiển thị kết quả. Chúng ta cũng lên soát qua. Và nếu thấy ok thì nhấn copy, sao chép. Rồi quay trở lại. Để chuột ở bên mục bên và chọn kích chuột phải, chọn dán. Tương tự với các phần này, với các phần mà có đường link này thì chúng ta có thể copy nguyên sang. Tương tự với các phần này, có một điều chú ý, đó chính là các hashtag này. Thì đối với các hashtag, chúng ta có thể chỉnh sửa hashtag sang nội dung tiếng Anh được. Tuy nhiên, cần lưu ý điều này, bởi vì khi chúng ta chỉnh sửa các hashtag để chuyển sang tiếng Anh, thì việc các hashtag này để cạnh tranh được với những kênh YouTube bản địa sử dụng tiếng gốc là tiếng Anh thì thường là khó. Chính vì vậy mà chúng ta nên cân nhắc việc sử dụng các hashtag là ngôn ngữ tiếng Anh. Ở đây ví dụ, Live HD sử dụng các hashtag thứ nhất là tên kênh, thứ hai là link YouTube to Facebook, và hashtag thứ ba YouTube to Facebook. Như vậy thôi. Sau khi xong như vậy rồi,
chúng ta có thể xoát lại toàn bộ và chọn xuất bản. Như vậy là chúng ta đã có một bản dịch của video này sang ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu chúng ta chọn một ngôn ngữ khác, tiếp tục chúng ta có thể chọn. Ví dụ, nếu chúng ta thấy kênh của chúng ta có thông báo phân tích có một lượng khán giả ở thị trường, ví dụ ở Đức, hay ở Pháp, hay ở Nhật Bản chẳng hạn, thì chúng ta có thể chọn tiếng Nhật Bản. Chúng ta cũng chọn tương tự như vậy, chọn thêm, sau đó chúng ta sang đây, và sang mở tab dịch này, chúng ta chọn phần dịch này từ tiếng Việt sang tiếng tương ứng, ở đây sang tiếng Nhật. Đây, sau đó chúng ta chọn copy như cũ, copy tiêu đề, sao chép. Sau đó sang đây chúng ta chọn dán vào đây. Chúng chọn copy vào đây, chúng ta dán. Đối với phần tên kênh này, chúng ta chú ý là nên giữ nguyên tên kênh. Đến phần mô tả, chúng ta cũng làm tương tự. Đối với phần hashtag này, chúng ta nên để hashtag là tên kênh thôi. Nếu chúng ta chuyển sang một số ngôn ngữ đặc biệt như thế này, sau đó chúng ta xoát lại, rồi chọn xuất bản. Như vậy là chúng ta đã có 3 ngôn ngữ cho video này: ngôn ngữ tiếng Việt, ngôn ngữ tiếng Nhật và ngôn ngữ tiếng Anh. Ở đây thì Lavat sẽ tạo thêm một ngôn ngữ của tiếng Thái. Phần tên kênh chúng ta nên để nguyên, không nên dịch tên kênh. Đến phần thẻ tag này thì chúng ta chú ý, đối với các ngôn ngữ đặc biệt thì chúng ta chỉ sử dụng thẻ tag tên kênh mà không nên sử dụng thẻ tag của tiếng Anh hoặc là tiếng khác. Điều này chúng ta chú ý. Đến đây, sau khi kiểm tra lại, chúng ta nhấn xuất bản. Vậy, từ một video chúng ta đã có thành 4 video nữa với các ngôn ngữ khác nhau. Đối với trên điện thoại thì quá trình dịch tiêu đề và mô tả của video cũng thực hiện một cách tương tự. Tuy nhiên, chúng ta làm một số bước cần lưu ý như sau. Chúng ta không truy cập vào ứng dụng mặc định YouTube này, mà chúng ta hãy truy cập vào trình duyệt Chrome ở trên điện thoại. Sau đó, chúng ta đăng nhập vào kênh YouTube của chúng ta. Đến bước này thì có một điểm chúng ta cần lưu ý. Chúng ta hãy nhìn lên dấu 3 chấm ở bên trên góc phải. Chúng ta nhấn vào đó và chọn trang web dành cho máy tính. Chúng ta chọn vào đây. Đến đây rồi thì tất cả các bước được thực hiện hoàn toàn như trên máy tính. Chúng ta cũng sẽ vào YouTube Studio. Sau đó đến phần video của chúng ta. Chúng ta chọn video. Sau đó sang phần tùy chọn khác này. Đến phần phụ đề này. Và chúng ta cũng chọn thêm ngôn ngữ và thực hiện tương tự như ở trên máy tính mà Lavat đã hướng dẫn anh chị ở phần trước đó. Vậy, từ một video chúng ta đã có thành 4 video nữa với các ngôn ngữ khác nhau. Điều này thì giúp ích cho chúng ta rất là nhiều, bởi vì nếu ở trên trình duyệt, ví dụ ở đây chúng ta sẽ xem khi một người mở trình duyệt mà xem video này của chúng ta ở trên một thị trường khác, ví dụ ở đây Lavat sẽ mở trình duyệt ẩn danh bằng cách nhấn Ctrl Shift N, sau đó vào YouTube. Ở đây, nếu ngôn ngữ hiển thị ở trên này là ngôn ngữ Nhật Bản hay là ngôn ngữ tiếng Anh, họ tìm đến video của chúng ta. Ví dụ ở video này. Chào mừng bạn đến với kênh Live. Họ sẽ thấy toàn bộ từ tiêu đề đến mô tả là tiếng Anh hết rồi. Và hashtag cũng là tiếng Anh.
Như vậy, từ một video, chúng ta đã có thêm một video khác ở thị trường khác, đó chính là thị trường nước ngoài, thị trường của những nước sử dụng tiếng Anh, đúng không ạ? Người xem nếu ở Thái Lan, họ xem video này, ví dụ ở người Thái, không biết tiếng Thái ở chỗ nào luôn. Thì khi mà họ chọn tiếng Thái đó, thì họ sẽ hiển thị được video của chúng ta ở tiếng Thái. Như vậy là từ một video gốc là video tiếng Việt này, chúng ta đã tạo được gần như là 3 video khác hoặc thậm chí là nhiều video khác bằng cách chúng ta thêm phụ đề và thêm dịch phần phụ đề, dịch phần mô tả của video, để khi người ở nước khác khi tìm kiếm đến video của chúng ta, họ sẽ thấy được video hiển thị bằng ngôn ngữ của họ và họ có thể xem được video. Thì đây là video thứ hai. Phần sau, Live HD sẽ chia sẻ về bước thứ ba để chúng ta hoàn tất quá trình đưa kênh của chúng ta ra nước ngoài và để có thêm những view đến từ những người xem từ nước ngoài. Để xem được các phần còn lại của series video này, anh chị hãy kéo chuột xuống phía dưới. Sau đó, trong phần mô tả có phần hiển thị thêm, anh chị hãy nhấn chuột vào đây. Live HD sẽ để các đường link chi tiết về phần 2, phần 3 và phần 1 tại khu vực này. Anh chị có thể xem để hệ thống được chắc chắn phần thông tin mà Live HD muốn chia sẻ với anh chị. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi. Nếu video hữu ích, hãy nhấn like và nhấn subscribe đăng ký kênh để luôn là người nhận được những thông tin mới nhất về video trên kênh. Cảm ơn bạn luôn đồng hành cùng kênh Live HD. Chúc mọi điều tốt sẽ đến với chúng ta và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.